Liên mến chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn, các em. Cảm ơn quý vị đã nghe thông tin bình luận trên Litara TV. Thì quý vị, những hình ảnh mới nhất của CEO Nguyễn Phương Hằng. Tối hôm qua CEO Nguyễn Phương Hằng vẫn ở nhà hát hò đó. Như vậy là đã đập tan cái thông tin giả từ một số người đang lan truyền rằng CEO Nguyễn Phương Hằng đã bị bớ đi tạm giam thêm 2 tháng nữa rồi, khiến dư luận hoang mang. Thứ nhất là anh Chiến, hôm bữa Ly có nói nếu anh Chiến mà anh đưa ra cái thông tin đúng á, thì anh là điệp viên 008 trong lòng của Ly. Anh mà đưa ra thông tin sai, anh là điệp viên không không thấy luôn nha. Thì giờ anh Chiến là điệp viên không không thấy thiệt rồi đó quý vị ơi. Chiến bay này là của anh Chiến nha anh Chiến ơi. Ta nói anh hả, tin mật gì, tin nội bộ chưa công bố gì của anh. Anh lừa gạt khán giả ha, anh đưa tin sai lừa gạt khán giả nha. Coi coi chị Khang nữa, chị Khang cũng hùa vô không biết là thông tin từ đâu mà diễn giải ra, đi họp mấy lần chị biết hết trơn luôn. Rồi họp buổi sáng nào đó rồi bị bớ luôn, chị cười kha 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 kha, chị tung tin ra, tung tin giả cho cộng đồng mạng nữa nha. Các anh chị là những người mà đang được rất là nhiều khán giả theo dõi, mà các anh chị đưa tin lừa khán giả của mình ha, quá rồi quá rồi. Ngày hôm qua Ly cũng có livestream và cũng đưa ra cái nhận định cho quý vị để quý vị khỏi hoang mang, đó là theo Ly thì CEO Nguyễn Phương Hằng là một chủ doanh nghiệp sẽ có ảnh hưởng đến rất là nhiều về kinh tế xã hội, với rất là nhiều con người, rất là nhiều hoạt động của các công ty, các tổ chức đồ. Thì không thể nào mà cái thông tin CEO Nguyễn Phương Hằng bị bớ tạm giam 2 tháng mà lại im lìm như thế. Cơ quan chức năng nếu có thông tin thì sẽ công bố với báo chí rồi chúng ta sẽ biết ngay thôi. Mấy ngày qua những cái thông tin những từ miệng của mấy người đó lan truyền thôi mà chẳng có cái thông tin gì chính thức cả, thì quý vị cũng đủ hiểu rồi ha. Và cho tin mật nè, tin nội bộ nè, vậy thì quý vị biết là ở đâu nên nghe ở đâu những cái thông tin chính thức nha quý vị. Rồi chấn động showbiz chiến này, quý vị hay tin gì chưa? Làm Ly nhớ đến cái câu của CEO Nguyễn Phương Hằng, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Vụ ca sĩ Chi Dân, người mẫu ăn tay với nàng tiên từ thiện Trúc Phương này sử dụng chất cấm là được mở rộng từ chuyên án 4 tiếp viên hàng không vận chuyển kem đánh răng từ Pháp về Việt Nam, thưa quý vị. Và riêng ăn tay còn dính thêm là tàn trữ trái phép chất ma túy nữa. Ly tự hỏi là họ là những người mà cũng có cái sự ảnh hưởng nổi tiếng nhất định ở trên cộng đồng mạng rồi. An Tây thì xuất thân trong một gia đình rất là khá giả luôn, có cha làm doanh nhân nè, rồi có mẹ kế phải nói là rất giàu có biệt thự to đùng luôn thưa quý vị. Cô ấy là cô Phượng Hồng Kông, là chủ thẩm mỹ viện Phượng Hồng Kông, rất là nổi tiếng luôn. Thẩm mỹ viện lâu đời, phải nói là bậc nhất ở Việt Nam luôn đó. Mà với một cái gia thế khủng như vậy, một cái gia cảnh tốt như vậy mà cô ấy lại xa đọa đến thế sao? Rồi thêm nữa là cô tiên từ thiện Trúc Phương, có ai đâu mà ngờ nàng tiên từ thiện mà lại cũng là nàng tiên nâu. Mình suy nghĩ rất là nhiều, tại vì tôi là người được khán giả tin tưởng và cũng và là người nhận chuyện rất là to lớn. Từ thời kinh doanh hiệu quả khi mà được cơ quan điều tra về thì tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều về cái hành vi phạm tội của mình, và xin gửi lời trả lời xin lỗi đến tất cả khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa rồi, gửi đến tất cả những trẻ, đặc biệt là những người đang có dự định dùng thử chất ma túy và đang thì nên từ bỏ ngay bây giờ để khỏi phải làm ảnh hưởng đến cộng đồng và tất cả người xung quanh. Các bạn trẻ và các bạn làm nghệ thuật là không bao giờ dính dáng, không bao giờ thử và sử dụng ma túy dù chỉ một lần. Những ngày qua thì em đã suy nghĩ rất nhiều và em nhận ra lỗi lầm của bản thân, em đã nhận thức được là em đã vi phạm pháp luật và em đã biết lỗi sai của mình, em sẽ không bao giờ mắc phải lỗi lầm này nữa, và em muốn gửi lời xin lỗi đến cơ quan điều tra vì đã gây ra những cái ảnh hưởng như thế này ạ. Cũng như là em cũng mất hết sự nghiệp rồi ạ. Và em cũng nghĩ là em cũng không có cơ hội để làm lại ạ. Em đã biết lỗi lầm của bản thân. Khởi tố Di Dân An Tây vì bị liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không sách chất cấm. Tù chung thân là mức án cao nhất theo quy định của tội tàn trữ sử dụng trái phép chất cấm.
Ngày 14 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và TikToker Nguyễn Đỗ Trúc Phương để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất cấm. Riêng An Tây bị khởi tố thêm hành vi tàn trữ trái phép chất cấm. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án liên quan đến 4 tiếp viên hàng không xách chất cấm từ Pháp tới Việt Nam. Theo đó, kể từ khi phát hiện vụ việc vào ngày 16 tháng 3 năm 2023 đến nay, cơ quan chức năng đã triệt phá gần 500 đường dây, khởi tố 1.132 bị can, thu giữ hơn 323 kg chất cấm cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Số tiền mua bán chất cấm lên đến hơn 28.000 tỷ đồng, quả là một con số khủng khiếp thưa quý vị. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo quy định thì người sử dụng chất cấm không bị xử lý hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính và bắt buộc cai nghiện. Tuy nhiên, nếu người sử dụng chất cấm có hành vi mua bán, vận chuyển, tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất cấm thì sẽ bị xử lý hình sự với tội danh tương ứng nếu cái tội đó cấu thành tội phạm. Trong đó, đối với tội tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất cấm thì đều có mức hình phạt cao nhất là tù chung thân. Còn tội mua bán, vận chuyển trái phép chất cấm thì đều có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Nhân vật gây sốc nhất cho cộng đồng mạng có lẽ là Nguyễn Đỗ Trúc Phương, 26 tuổi, là bạn thân của Chi Dân, gương mặt vàng trong làng làm từ thiện. Những năm qua, Nguyễn Đỗ Trúc Phương được người dân Sài Gòn ưu ái gọi là cô tiên vì ngoại hình xinh đẹp và thường làm việc thiện nguyện rất xúc động. Quỹ từ thiện do cô khởi xướng đã giúp hàng ngàn mảnh đời khó khăn với số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng mỗi năm. Cô gái này cũng đã được vinh dự là một trong 27 gương mặt thanh niên được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh tặng cái giải thưởng Thanh niên Sống Đẹp năm 2020 và là nhân vật chia sẻ câu chuyện rất là cảm động tại chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam. Thế nhưng, có lẽ bây giờ tất cả những câu chuyện truyền cảm hứng nhân vật ấy phải khép lại. Thật đáng tiếc, đáng buồn cho một cô tiên đẹp giữa đời thường như thế nhưng bây giờ lại là nàng tiên nâu. Tính theo từng năm thì từng năm rơi khoảng 10 tỷ. Theo lời chia sẻ của cổ thì mỗi năm cổ kêu gọi từ thiện cũng tầm chục tỷ, con số cũng quá trời lớn luôn hả quý vị. Hy vọng là cổ không dùng cái số tiền đó cổ nướng vô những cuộc ăn chơi sa đọa của cổ. Có ai mà ngờ được, một thời ai ai dành vào cô ấy cũng cảm thấy như được tiếp thêm niềm tin vào cái đẹp của cuộc sống. Một cô tiên giữa đời thường với tấm lòng rộng mở và trái tim ấm áp. Những hành động và lời nói của cô đã từng khiến nhiều người cảm phục và là biểu tượng của sự thanh khiết, tốt bụng và lối sống lành mạnh. Đúng là không có bông tuyết nào mà sạch hết. Thì khi cái vụ án này điểm mặt cô ấy từ hình ảnh một người giúp đỡ tận tâm bỗng thay thế bằng một nàng tiên nâu gắn liền với những cuộc vui không lành mạnh. Thế là từ một hình tượng hoàn mỹ, giờ đây cô tiên ấy đã bị nhiều người ngao ngán thất vọng. Người ta tiếc cho một biểu tượng, tiếc cho cô tiên giữa đời thường, giờ chỉ còn là tiên nâu trong lòng mọi người. Còn cô An Tây thì những cái thước phim mà khi cô đi làm, đi chụp ảnh rồi, cô ngáp được đào lại, ngáp quá trời ngáp luôn hà. Sự việc này cho thấy thần tượng của giới trẻ một số người với lối sống sang sạch bên ngoài thì ra chỉ là phong bạc cho những hành vi tệ nạn trong lối sống sa đọa mà họ đã chọn. Hy vọng với những lời tự hối của họ giúp cho giới trẻ tránh được lầm đường lạc lối. Họ đã có một sự nghiệp cá nhân rực rỡ, thậm chí có người với hành trình thiện nguyện khiến bao người ngưỡng mộ, song giờ đây có lẽ Chi Dân, An Tây, Trúc Phương chẳng còn gì, ký ức về họ trong công chúng chỉ còn là sự thất vọng bao trùm. Rồi mai này liệu họ có còn cơ hội để làm lại? Quý vị nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận quan điểm của quý vị bên dưới video này nha. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi.